Cuộc đời vẫn đẹp sao? Bố con Lưu cứu Bát. Bát xả thân đền đáp. Anh Lưu và Thạch thoát ra ngoài. Khi mà bố Lưu vừa dùng mưu tính kế thoát khỏi phòng giam chứ tìm ra cách để ra ngoài, thì thằng Thạch lại nằng nặc bằng mọi giá phải cứu anh Bát đi cùng. Đúng là ốc chưa mang nổi mình ốc, lại còn mang cọc cho rêu. Nhưng chính vì lòng từ bi tốt bụng này mà đã thức tỉnh phần người trong con người của hắn. Bát đã xả thân để giúp bố con Lưu và Thạch thoát thân. Cứ tưởng chơi với đội buôn gan bán thận thì dễ ăn dễ gặm, Bát đã dấn thân vào và định bụng sẽ nối nghiệp. Tên đại ca nhìn thấy Bát rất tinh ranh, lại thông minh, ma mãnh, mới nứt mắt vào nghề, đã đòi cướp nghề của mình, chi bằng cho thằng này vào cắt luôn hai quả. Vậy là đúng như rằng, khi mà Bát đang hào hứng đưa tiễn Thạch vào phòng, thì bất ngờ bọn kia cũng bắt sống Bát nhốt vào luôn. Về phần anh Lưu và Thạch, khi nhận thấy những người ở đây đã một đi không trở lại, điện thoại lại bị bọn chúng thu hết, không cho liên lạc ra ngoài. Bên ngoài thì canh gác cẩn thận, phen này chắc là khó lòng để về nhà nữa. Anh Lưu đã quyết định tìm cách vượt ngục để đưa ca cơ ra ngoài. Khi dùng mưu giả vờ Thạch bị động kinh để thằng canh cửa chui vào, anh Lưu đã đánh một nhát vào gáy khiến hắn gục ngã. Sau đó nhanh chóng, anh Lưu đã lục ngay chùm chìa khóa, rồi cả hai cha con dắt nhau chạy ra ngoài. Nhưng đang tìm cách để thoát thì Thạch bất ngờ xin bố hãy cứu một người anh của con đi nữa. Khi thấy bố dục phải trốn nhanh thì Thạch cầu xin anh ấy là người rất tốt, đã giúp đỡ con nhiều lần. Thấy Thạch khẩn khoản, anh Lưu cũng đành quay lại. Cho đến tận bây giờ, với Thạch rau câu Long Hải thì anh Bát là ân nhân đời mình, khi sẵn sàng sống chết giúp đỡ từ việc giúp mình tan gái, rồi lại sẵn sàng rút 2 triệu cho mình lúc khó khăn, rồi giúp mình đi vay nặng lãi, và giờ đây còn giúp mình chỉ chỗ để bán thần nữa. Nếu không có anh ấy thì đời mình không biết phải làm sao đây. Thạch tìm đến phòng gọi thì nghe Bát trả lời. Thấy Thạch quay lại cứu mình, Bát vui đến rớt nước mắt. Anh Lưu vội dùng chùm chìa khóa mở cửa thì xuất hiện không ngờ lại là thằng Bát quái. Nhưng cũng chẳng có thời gian đôi co lâu về câu chuyện cũ, cả ba đành phải cùng nhau bỏ trốn. Nhưng lúc này bọn chúng đã phát hiện ra có người bỏ trốn, bắt đầu hú còi ế nhỏi và kéo cả đoàn. Thằng tay dùi cui, thằng tay súng đuổi bắt. Tình thế nguy hiểm lại không biết lối ra, cả ba dồn nhau đến ngõ cụt và trực chờ cái chết. Cả ba nhìn nhau như là lần cuối. Bát cảm động vì không ngờ đến giây phút này Thạch vẫn còn ra tay cứu mình. Đúng là Bát như được Thạch đẻ thêm một lần nữa, giờ có chết cũng không hối tiếc. Bát quay sang nhìn Thạch. Thạch, anh cảm ơn chú đã luôn tin tưởng anh, cho anh xin lỗi nhé. Rồi đoạn quay sang anh Lưu. Tôi sẽ đánh lạc hướng cho bọn chúng, cha con ông tìm đường mà thoát. Nói rồi Bát tìm cách chạy ra, rồi bằng cái ranh ma ma mãnh, Bát chạy đi theo hướng khác, vừa chạy vừa la làng, khiến cho cả bọn dồn lực đuổi theo Bát. Lưu và Thạch nhanh chóng thoát thân ra ngoài. Bên trong đã nghe những tiếng bốp chát và tiếng la hét như chọc tiết lợn của Bát. Lưu vội vàng lên đồn báo công an ngay đến giải cứu cho Bát. Vậy là chỉ ít ra Bát cũng đã hoàn lương một lần trong đời.